Nào, chú Cường đầu tiên. Nào. Và vừa rồi một tình huống khám răng thành công đến với chỗ dubstep. Quá đơn giản, đọc quá ngây thơ trong tình huống đó. Big Bam sẽ gặp khó khăn một chút khi mà họ phải bắn trong tình trạng là 4v5. NTK đang chủ động nhá với NT vào thả smoke ra, nhưng Dispenser đang có mặt ở đây. Một tình huống chói tốt đến từ Astra. Dispenser cũng nằm xuống. NTK có mạng thành công, bò cùm đang bắt đầu co vào rồi. Đã có tình huống backup về đến từ Wit và Zestivas. Nhưng ở đây NTK, Kiziga, mỗi người có cho mình một kill nữa. Vâng, tập trung quá nhiều vào trận đấu đến từ bên phía của Brand khiến cho họ trở thành quá cố. Zestivas cũng đang mang chiến thần ở đây, nhưng chiến thần mới chỉ lên tiếng có một tí thôi. Dubstep đang nhá 1 kill, 2 kill, 3 kill và 4 kill. Hơi vâng. Chậm. Hơi chậm so với nhịp độ của trận đấu. Chắc là mới cát, nó chưa được vào cầu. Mít nhiều tình huống quan trọng. Cái khoảnh khắc nó chỉ xảy ra trong nhiều lúc nói nhiều cái nó hơi bị thừa. Ông chưa biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng đây là tại vì những tình huống cát như này phải tập trung, các bạn phải tập trung một cái rất là cao độ trong trận đấu ấy, nhất là đến lúc combat ấy. Các bạn chỉ lướt qua nhìn ở cái giữa màn hình một chút thôi. Tất cả mọi người cát hiện tại đang bị một vấn đề là mọi người không hiểu. Cát FPS nó diễn ra rất là nhanh. Thế nên ra là khi mà cát ấy, các bạn hiểu không? Các bạn phải bỏ những cái gì các bạn nhìn, các bạn chỉ giống như ở các bạn đến lúc combat xảy ra, các bạn nhìn chính là ở cái góc phải màn hình này. Các bạn cắt đôi cái màn hình ra, các bạn nhìn chính chỉ ở trên góc phải thôi. Đấy, góc bên phải thôi. Còn cái phần giữa nó chỉ là một phần thôi. Chứ còn bạn, khi mà bạn bình luận FPS mà bị nhìn tập trung quá vào giữa màn hình, đang xem tình tiết nó diễn ra gì, các bạn bình luận chắc chắn sẽ chậm, sẽ bị trượt nhịp. Chắc chắn là như vậy. Thật sự là ngỡ ngàng. Chúng ta đến ra thi đấu dành cho... Đấy, tôi đã bảo là bình thường cắt là phải cắt liên tục 5 round. Cắt cứ ghép để làm gì? Cắt lấy một vài cái highlight làm gì? Thứ 10 dành cho hai team Full Sen và Big Bang. Sao lại ghép nhỉ? Nhìn qua về kinh tế thì lượng đồ dành cho cả hai bên là tương đối ngang bằng. Không, chính xác hơn là chỉ có anh chàng Astra ở bên phía Full Sen là hơi yếu không? Có vẻ như đã được một tình huống mua hộ. Khổ. Ê. Dườm già quá. Gọn gọn lại một tí. Đây là bản giải, bản rank. Thế nên là luôn luôn sẽ có những sự bù đắp. NTK chủ động pick. Chịu khó nói. Được cái chịu khó nói. Khá thoáng cho vị trí của NTK. Ra cái tình huống này nên bình luận là một pha cover nhau để lấy viên off. Set up để lấy off đến từ bên phía của team Big Bam. Mặc dù vậy thì vẫn có những cái pha... Không. Bạn này bị một cái là kiến thức chuyên môn hơi yếu, không đọc được map. Nhá rất cẩn thận. Nhá cái gì? Ai chả? Liệu rằng sẽ có một pha đầu off đỉnh cao thì... Nên kiến thức chuyên môn yếu thì nó sẽ bị một cái điều là khi... Mà các bạn bình luận những cái khoảng thời gian trống như này, các bạn sẽ không biết nói gì, hiểu không? Đấy, như kiểu nếu tôi bình luận ở này, tôi sẽ nói là đấy, ví dụ như kiểu là đội hình của team Big Bam ra này bắn như thế nào, với đội hình 212 này, đội hình cơ bản, cặp đôi Sova và Zed thì vẫn đang canh A. Đây là một cái mà các bạn sẽ gặp được rất nhiều, từ bán rank cho đến cả bán dài. Trong khi đó thì các thành viên bên phía của Full Sen thì họ chủ động fake ở cục bom sai A từ thời điểm đầu, gây áp lực. Tuy nhiên thì góc ngắm của NTK vẫn đang rất là đẹp. Và các thành viên bên phía của team Big Bang thì họ vẫn đang có một lượng thông tin vừa đủ ở bom xe A. Và họ không cần phải backup gì cả. Cho vị trí của hai Full Sen đang chủ động đánh rất là chậm. Họ đang cố gắng kiểm soát map nhiều hơn. Còn bây giờ thì có vẻ như là các thành viên bên phía của Full Sen thì họ sẽ muốn đẩy ra khu mid chăng? Có thể sẽ đi à. Là Misak đang sử dụng drone. Có vẻ như vậy rồi. Đọc map nó hơi bị đuối. Có lẽ là cái bạn chú Cường thì tôi chỉ khuyên bạn đấy là nên cố gắng đọc combat nó tập trung mượt hơn đã, rồi bắt đầu với tính tiếp đến cái khác được. Để mất hai người ở A đồng nghĩa với việc GI Esports đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực lầu. Và ở Infer, khi mà T-Side không chiếm được lầu thì đánh vào A. Còn mẹ ông này đọc thơ, nghe hay đấy nhở. Nửa đêm nghe như ở đọc thơ nhở. Để tôi nghe lại. Để mất hai người ở A đồng nghĩa với việc GI Esports đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực lầu. Và ở Infer, khi mà T-Side không chiếm được lầu thì đánh vào A sẽ là một bài toán rất là khó.
có quá nhiều góc phải check, mà trong khi đó các thành viên bên phía MIBA có thể đã đẩy rồi, cho nên đánh B có lẽ sẽ là phương án gần như là duy nhất lúc này. G2 đã chiếm được chuối và lượng đồ còn lại là đủ để xét bài vào B. Bạn này nói chuyện nó cứ bị giật cục kiểu 2-3 câu một nhỉ. Cứ giật thế tôi không hiểu lắm. Cứ giật. Ừ, nó không mượt thành một câu được ấy. Nhưng nhìn mà xem, Acid đã bách về bắn một đội hình 3B. Ừ. Một đội hình 3B thì cực kỳ khó để xuyên thủng. Liệu ngọn giáo G2 có thể làm được điều đó? 30 giây. Bắt đầu xét bài vào B rồi. Nico sẽ là người tanh đầu. Có một lửa trả ra từ phía Zota chặn đường vào G2. Đi qua Flash, cục quá, phi qua luôn. Nico check thấy người ở khu vực góc tối. Nico bắn. Xem bạn này bình luận, tôi lại nhớ đến cái quả của thằng Thế Anh chơi game cùng tôi. Check, clear, check. Kiểu bạn này bình luận nó đã bị thế nào chứ? Nó là đọc tất cả những cái gì nó diễn ra ấy. Giọng thì cũng được, không phải là tệ. Giọng thì nghe cũng được, cũng dễ nghe. Cùng lần xuống sau khi lấy mạng của Zota và Berzan có đôi, một mình Monesi với khẩu ốp trên tay, No Scope kết thúc đi vị trí của Acid. Thời gian không còn nhiều. Bắt được cái tên Budi. Ôi buồn cười đấy nhỉ. Ôi mình luôn buồn cười đó chịu được luôn. Mẹ highlight nó như thế rồi. Rõ ràng bình luận tình huống này là phải xem cái round này rồi, xem cái highlight này nhiều rồi. Mà sao bình luận nó đéo có một cái cảm xúc gì cả trong cái tình huống này. Đỉnh vãi cả đái. Berzan đang cố gắng sinh tồn trong sai. Cái quái gì vậy? No Scope vào đầu Berzan. Cũng chuẩn bị được một câu một. Nó lên được tí này hiểu không? Mọi thứ nó lên được một tí này. Một. Và nếu clutch thành công thì đây sẽ là một pha highlight để đời của tài năng trẻ 16 tuổi người Nga. Thành viên cuối cùng còn lại bên phía MIBA là Turtle. Quả lửa trên người Turtle mà chính xác thì đó sẽ là một giao thắng dành cho MIBA. Nhưng mà chúng ta hãy xem quả lửa đấy vào đâu đây. Một quả lửa quyết định. Quyết định cái gì? Biết được ở đâu mà ném lửa? Đó là một quả lửa check quát. Turtle lộ rồi. Monesi biết điều đó. Một pha clutch 1v4 không tưởng. Chán nhận, em phải nó cửa lát này như thế mà nghe qua lời bình luận của ông này. Tệ đã là chịu được. Chọn, hiểu, các bạn ạ, chọn highlight bình luận không phải là điều dễ đâu, thật. Tại vì các bạn phải bình luận được ra được cái màu của cái highlight này, nhất là cái highlight nó rất là kinh. Đây, nghe xong cái bình luận highlight, thấy kiểu, bố mày vừa nghe chuyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn à. Hiểu luôn. Này, ví dụ như cái này, tôi tắt đi nha. Tôi bình luận cho các bạn nghe này nha. Ví dụ nha, tình huống bây giờ đang là 3v5 khi mà Jack đã bị bắt bởi Toto. Và bây giờ các thành viên bên phía của Guy Sport họ đang đẩy về hướng bom say B. Cả ba người đang di chuyển ở khu bom say B. Và vẫn còn đó là hai quả smoke và kèm một quả bom lửa đến từ vị trí của Monesi. Hoàn toàn có thể làm được trong round đấu này dành cho G2 Esports. Nhất là khi mà tinh thần của họ đang rất là thoải mái, dẫn trước đối phương với tỷ số là 7-1. Bên phía MIBI thì họ chủ động stack hai người ở trong bom và có thêm một người hỗ trợ nữa khu CT. Ba người cạnh bề, một đội hình tôi nghĩ rằng khá là chắc chắn dành cho MIBA trong round điều này. Và đây sẽ là một round đấu mà G2 đánh theo kiểu chuẩn chỉ thôi. Họ sẽ ném bom, tôi nghĩ là như vậy. Một lửa quát, một smoke city và một smoke cách nữa. Sau đó thì sẽ tràn vào bom. Và đây giờ đang là những thứ trả bom ra quả lửa khá tốt. Đó là quả lửa check ở khu vực thùng gần và tanh thẳng bom đến từ vị trí của Nico. Phát hiện ra đối phương rồi, đấu súng xảy ra, có mạng hay không đây? Nico đang rất cố gắng, một mạng cho Nico. Alexi B và cả Nico đều đã bị nằm xuống, chịu lại một mình Monesi. 1v41 mạng dành con Esi. Snap không tầm là quá tầm, đặt bom vách một nhịp double kill và biết luôn cả người trong quát rồi, đẩy thẳng vào đến Monesi. Có triple kill hay không? Triple kill dành Monesi. 4 giây, đặt bom thành công đến từ Monesi, không thể tin được tiêu này. 1v1 và chắc chắn thành viên cuối cùng của MIBA sẽ bị ảnh hưởng tâm lý là cực lớn. Một tình huống 4v1 và trở thành 1v1 cho pha xử lý này. Bây giờ thì Monesi có thể ở mọi nơi, rất khó để Toto có thể xử lý được khi mà tâm lý của anh ta bị ảnh hưởng. Và cái lượng thông tin của Toto hiện tại cũng không có nhiều. Toto sẽ làm gì trong tình này đây? Chúng ta hãy xem nào. Monesi đã kê tất cả các đường mà anh vẫn đang đoán là đối phương có thể đi chuối round như thế này. Quả lửa ném ra lộ vị trí của Toto rồi. Và Monesi nào, đây rồi, và đó là một tuần clutch 1v4 không tưởng đến từ Monesi. Không thể tin được, what the fuck bro. Đấy, nó phải kiểu kiểu khi mà cắt highlight nó sẽ còn khó hơn.
Mọi người đừng đừng cố đi tìm highlight mà cắt. Cắt cái gì nó bình thường một tí thì nó sẽ dễ thở hơn. Các highlight các bạn phải lên nhịp, xuống nhịp. Khó lắm, nên tốt nhất đừng 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 chọn highlight mà cắt vội. Khi mà cái tông của mình chưa đủ ấy thì rất là khó để làm cái đấy. Astralis đang khá yếu về mặt hỏa lực. Và Cardian thấy được ai không? Cardian bắn yếu được level và Lucky đã phải nằm xuống dưới họng súng của Refresh. Một đấu đấu mà tôi nghĩ rằng là Astralis nên lấy được nhiều súng của đối phương nhất có thể. Còn việc mà họ có thể chiến thắng round đấu này thì khá xa vời. Đang củ cừa khá nhiều người ở khu vực Banana. Đã có một smoke trả ra đến từ anh chàng Starven. Bạn này có một cái được là cái nhịp của bạn này cắt ổn phết. Nó có một cái nhịp ấy các bạn ạ. Mỗi người cắt nó sẽ bình luận sẽ có một cái nhịp của người đấy. Chứ không phải là các bạn cứ nói lan man nói nhiều nói đấy. Mà bạn này nó có nhịp. Nó giống như bình luận bóng đá ấy các bạn nhìn. Các bình luận viên không bao giờ người ta nói nhiều quá. Người ta sẽ nói theo từng đoạn một, từng nhịp một đấy. Còn ở khu vực top mid thì Dupree đã lấy được mạng của Cardian. Refresh ở đây. Đang trông chờ một điều gì, đó. Refresh. Làm 1, làm 2, làm 4 đến từ Refresh. Trời ơi. Và hình như đó là một cái A thì phải. Nếu tôi nhớ không nhầm. Đúng như vậy. Một tình huống A đến từ Refresh. Và kết thúc cái mạng của Lucky. Thì sau đó là những pha khám mồm liên tục đến từ Refresh. Tỷ số bây giờ đã là 15-8 rồi. Và cán cân đã nghiêng hoàn toàn về bên phía của Heroic. Khi mà chúng ta có thể thấy được rằng là trong cái round thi đấu cuối này hoặc là của Astralis không hề tốt một tí nào cả. Chỉ có anh chàng Lucky thì lên được cho mình đó là cây tự phương bảo kiếm. Và bây giờ hình như đang muốn tràn chuối nhanh. Đó là các thành viên bên phía của Heroic. Lùi về đến từ Lucky mà thôi. Và bây giờ đây thì Lucky đã bị bắn yếu đến từ anh chàng Starven. Còn TZ ở khu vực top mid này thì làm gì? TZ kết thúc được mạng của Dupree. Vẫn đang cù cửa ở đây. Và Refresh lấy thêm được cái mạng của Market Box Level thì đổi được mạng của Cardian. Đưa tình huống bây giờ là về 4v3. Nhưng mà khoan đã, Bucky làm 2 ở khu vực middle. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Gió đổi chiều rất nhanh. Một smoke được trải ra che được khu vực city. Bom sẽ được đặt. Và Lucky ngồi trong đây thì có thể sống được hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Lucky! Trời ơi! Còn một tí nữa thôi, Starven đã kết thúc được cái mạng của Lucky. Đưa tình huống bây giờ đã là về 2v2 rồi. Bucky có thể làm gì đây? Clayvo có thể làm gì đây? Clayvo kết thúc được mạng của Seal. Và Starven vẫn được đổi được mạng của Bucky. Bây giờ ai sẽ là người lên tiếng? Kinh nghiệm của Clayvo hay là sức được nhất trong những người cast từ nãy đến giờ? Bạn này thì được cái nhịp của bạn này cắt ổn, tông giọng lên xuống cũng ổn, đấy thì không phải chỉnh nhiều nữa. Map thi đấu đầu tiên, map Inferno của đội sức giữa hai đội tuyển Heroic và Astralis trong khu vực. Con này ông cắt bằng cái đéo gì mà nghe nó trong thế nhở? Nó cắt bằng cái mic gì nhở? Sao nghe nó trong đấy nhở? Giải đấu ESL Season 14. Tỷ số hiện tại đang là 15-8 nhưng về cho Heroic và họ chỉ cần một round đấu chất lượng nghe hay nhỉ. Chiến thắng nữa thôi sẽ vươn lên dẫn trước 1-0 ở cặp trận BO3 này. Round trước mặc dù đã rất cố gắng, tuy nhiên như vậy là chưa đủ để Astralis có thể ngăn cản được đối phương, có được cho mình cái match point đầu tiên và round đấu tiếp theo với tình hình hỏa lực có vẻ như là không được đẹp cho lắm. Thì đối sách của Astralis là gì đây? Lucky được boost lên một không khá là đẹp và Lucky không được rồi, bắn trượt và ngay lập tức phải sủi về đến từ vị trí của Lucky. Starven ở đây tanh lên, bắn yếu được Lucky ở khu vực city. Lucky trả cho mình quả smoke để đối phương không thể tiến được sâu hơn được nữa. Chúa đã thuộc kiểm soát của các thành viên Heroic ở khu vực middle. Có đấu súng xảy ra, TSS bắn chết được Dupree ở khu vực boiler, phát hiện được massive boy ở khu vực long và trả vào quả flash sẽ bách về bonsai bay. Ông này bị một cái là ông ấy. Ông ấy đọc tất cả những cái đéo gì xảy ra trên màn hình. Không biết là không ghi chép. Ông cứ nhìn cái gì cũng đọc. Đỉnh thật.
Nên focus vào cái gì thì focus vào một thứ thôi, chứ đừng có kiểu đang bình luận ông này, camera nó nhảy sang ông kia rồi lại ngồi đọc tiếp của ông kia, như thế không được. Ừ, tuy nhiên Magic không thể thoát được cọng súng của Rayfet. Global chỉ kịp đổi một ở khu vực bonsai B, tình số được đưa về là 4m3. Buồn cười đó chứ đoạn này. Cọng súng của Rayfet, Global chỉ kịp đổi một là chả ra còn flash đúng không? Cách về bonsai B. Ừ, tuy nhiên Magic Không thoát khỏi họng súng của Refresh. Tiếp tục. Không thể thoát được họng súng của Refresh. Global chỉ kịp đổi một ở khu vực bonsai. Global chỉ kịp đổi một ở bonsai B. Ông ấy đang bình luận bonsai A. Cam chuyển sang bonsai B. Ông ấy cúc chuyển sang bonsai B. Ông ấy đọc ấy. Có một cười quá. Trời ơi. Không, cái này nó gọi là máy bóc. Các bạn được không? Cát này không được. Phải theo cái luồng của mình. Cát ông cát này người xem thì người ta cũng chả theo được ông. Mà người ta có theo được thì người ta cũng nhìn thấy kill ở trên kia rồi. Sai B, tình số được đưa về là 4m3. Tuy nhiên timing của Batsky là tốt quá, bắn chết được hai thành viên của Heroic khi đang quyết định đi về bon sai B. Tình huống được đưa về là 2m3, có lợi dành cho Astralis và họ hoàn toàn có thể làm được. Bóng vẫn sẽ được đặt trả ra quả sớm mốc rất cẩn thận đến từ vị trí của Starven và các thành viên của Astralis chắc chắn rồi sẽ đợi Batsky trở về để retake quả bom này. Lucky ngồi trong quả sớm mốc và Lucky tan rồi, liệu làm được mấy đây? Lucky. Tuy nhiên Starven check lại là tốt quá, tình huống được đưa về là 2v2 và sẽ có lợi dành cho các thành viên của Heroic khi mà góc đứng của họ và hỏa lực của họ là đẹp hơn. Batsky ở đây đã về kịp khu vực banana và tình huống đối đầu giữa Suzut và Glavo, nhưng Glavo bắn tay to quá, có cơ hội dành cho Astralis. Tuy nhiên Starven đã kịp thời đổi một, đưa về tình huống là 1v1. Tuy nhiên Glavo có vẻ như là sẽ yếu hơn, nhưng làm được Glavo ơi, chỉ cần một viên Deagle vào đầu mà thôi, trả ra quả sớm mốc và tình huống 1v1 này. Và Starven là người thi đấu tốt hơn, và như vậy là map thi đấu đầu tiên đã có dành cho Heroic, tỷ số 1-0 trong cặp trận BO3 này. Ông này được một cái là bạn này được một cái là nói mượt, nói nhanh được, khá là mượt. Đấy, cùng chờ xem. Nico đã sắm cho mình khẩu DE, khẩu súng đã mang lại rất nhiều những pha highlight dành cho Nico. Và vâng, quả hai quả smoke khu vực outside đã được ném ra từ Hunter. Nexa đã ném một quả lửa hạt. Hunter đang ném ra một quả nade squeaky. Perfecto đã chuẩn bị trả ra một quả smoke nhưng mẹ chúng nó ném bao nhiêu quả bom ông định đọc hết à? Trời ơi em ơi. Nó ném bao nhiêu quả bom em đọc hết à? Thế nào đéo ném nữa em cũng đọc luôn đúng không? Perfecto chọn kê lại khu vực H. Đúng rồi. Perfecto đã chuẩn bị trả ra quả smoke nhưng không. Nhưng không. Perfecto chọn kê lại khu vực H. Ở đây quả lửa bay vào khu vực A side, quả flash đã ném ra. Đọc cái quả lửa cái quả flash à? Kinh thật, nếu thể đơ được sao không đọc. Sao lại bình luận lại đi đọc hết mọi thứ để làm gì? Perfecto làm được ZZ, Boomix giết được Amanek nhưng Hunter đổi được cả Perfecto lẫn Boomix tại đây. Hunter, Nexa đã nhìn thấy chân của Electronic qua quả smoke và bắn chết luôn được vị trí của Electronic. Simple đẩy qua smoke, ném trả quả nết và giết được Nexa. Tình huống bây giờ là 2v2 giữa Nico Hunter và Simple Beat. Tân binh Beat đang thi đấu rất tốt cho Na'Vi lần này. Nico đã chọn chọn móc lên khu vực Heaven. Nhìn thấy Simple. Ôi, rất đáng tiếc đến từ vị trí của Nico. Nhưng Simple đã là người may mắn hơn. Beat đã kê liễu được Hunter ở khu vực H, đưa tỷ số lên thành 15-13. Quá đáng tiếc đến từ vị trí của Nico trong vào thi đấu vừa. Hơi thiếu cảm xúc. Nhận được cái đọc combat mượt phết. Rồi, bắn 3 viên Desert Eagle. Không trúng một viên nào vào Simple. Nico đã bắn vỡ 4 kính tại khu vực. Ôi trời ơi. Ôi, từ bé giờ tôi chưa nghe ai cắt đến cái câu mà Nico đã bắn vỡ 4 kính. Sao lại đưa cả cái thông tin đấy vào bình luận được nhở? Đỉnh thật. Mà nhà, Jack đã ném một quả smoke ra. Amanek đang lửa. Ném cả quả smoke ra ông cũng đọc. Ông có cái gì là ông đọc hết. Ram. Không bỏ trống một cái gì luôn. Chương trình này tôi biết là chương trình gì rồi. Bạn này là bạn ấy đang bình luận cho những người gọi là khiếm thị. Những người mà kiểu người ta không xem được ấy. Các bạn hiểu không? Không xem được thì cái này nó giống kiểu đài phát thanh ấy các bạn. Đài phát thanh truyền hình Việt Nam ấy. Đài phát thanh là tiếng nói Việt Nam ấy. Thì bắt đầu là bình luận cho những thằng là kiểu như những ai mà không xem được này thì ngồi hình dung ra
À, thằng đi cô vật vỡ kính này. À, thằng này nó ném quả sấm vỡ này. Úi, thằng này rút quả nết này, thằng này rút quả lửa, thằng này kia. Đúng kiểu là đấy, những ai mà không mắt không xem được, hoặc là ông có ông nào ông đang bận ông kiểu nhặt rau làm gì đấy, ông không xem được thì ông ấy ngồi ông nghe, ông kiểu giống kiểu ngày xưa xem đá bóng ấy. Bóng nó tạt ra cánh phải ấy, truyền từ cái Vinh đấy, truyền ra ngay, truyền ra ngay kia. Ngày xưa là cái thời mà bọn tôi là không có tiền để mua tivi, là hay phải nghe đài để nghe xem đá bóng ấy. Đấy, tạt bóng vào, đánh đầu, bóng lại được phá ra ngoài rồi. Đấy, bóng lại đang thuộc quyền kiểm soát của cầu thủ Việt Nam. Ờ, sau đó truyền kiểu thế. Chắc là bạn này bạn muốn biến viewer thành các bạn nghe đài hết hay sao ấy. Electronic đang khu vực gara đang kê. Đấy, đấy chưa? Đọc rõ nhá, tên thằng nào nhá, ở đâu nhá. Đầy đủ thông tin vị trí. Khu vực outside. Amanek Jack và Hunter đang tạo rất nhiều áp lực tại khu vực lobby. Tạo rất nhiều áp lực. Đang ngồi kê và tạo áp lực cái đang đéo. Đang lục cả vào khu vực hạt lẫn Squeaky. Và Simple thì đang bò lên khu vực ven. Đang liệu có bắt được ai không đây? Nhưng mà không, Simple trả ra một quả smoke và lui về hướng khu vực secret. Jack vẫn đang đục ở khu vực H tại đây, tạo rất nhiều áp lực. Khu vực secret đang được Simple canh giữ bởi khẩu ốp của mình. Nhưng mà hiện tại là không có player nào thứ hai đang ở đây cả. Electronic cũng đang lui về một vị trí tốt hơn để hỗ trợ cho đồng đội của mình. Có cùng với đó là Boomix đang ở dưới. Tường thuật quá, trời ơi. Alo, đây rồi. Chúng ta hãy cùng trở lại map thi đấu Mirage giữa hai team NRG cùng Na'Vi trong giải thi đấu Star Ladder 2019. Giọng hay phết nhỉ. Một đoàn thi đấu chỉ bóc bài mà thôi, lượng hỏa lực có vẻ như là cân bằng. Giọng hay chỉ có cho mình khẩu Deco và một khẩu CZ trên người của Boombeat mà thôi. Như vậy là vào được đến khu vực Connector. Tuy nhiên cả Electronic cùng với Boombeat chỉ có cho mình là nửa máu. Phan nhịp ra là gì đó rồi. Biết được một người dưới chân khu vực chân lầu. Cô Tức Quy cũng phải nằm xuống bởi Stanis Law. Flamey có mạng ở đây. Tarik đi Zitech về gặp được bụng béo và cũng phải nằm xuống. Flamey bắn tốt quá. 2 vs 1 nư. Trên người của Tarik cũng có kit nha. Thêm nữa là hai quả flash nữa. Jesus cũng đã yếu màu. Liệu có phát hiện được Jesus hay không? Nếu tình huống này Tarik bắt được Jesus thì khả năng chiến thắng trong round thi đấu này là khá cao nha. Quả bom này là đặt được quá. Mới phải nằm xuống. Ồ, có nhịp. Có nhịp. Đúng của Flamey rồi. Có nhịp. Chất giọng cũng tốt. 3-2. Được. Tạm nghiêng về phía NRG. Dễ nghe. Hơi chậm. Nhanh lên được tí nữa thì hay. Như vậy là yếu tiền tới từ các thành viên bên phía NRG rồi. Nghe được cái bạn này cắt cảm giác nghe nó cứ nhẹ nhàng nhỉ. Nhờ. Nó không căng nghe được cái, nó tự nhiên nghe nó cứ nhẹ nhàng ấy. Mỗi người thì kiểu các bạn thấy không? Mỗi người nó có một cái màu sắc ấy. Có người thì nó sẽ làm trận đấu nó nhiệt hơn. Nhưng bạn này nghe nó kiểu mọi thứ nó cứ bình yên ấy. Cắt LOL. Đâu, nghe thì không này cắt LOL. À, Vi Hồ với Tốc Chiến á. Tốc Chiến á. Hai người chăn chối được thủ giả và chúng ta đang đánh ở trong phần sân nhà với đội bạn chúng ta gồm đội thành công 1, thành viên 2, thành viên 3, thành viên 4, thành viên Deep đang lùi về phía sau. Đó là Jack và đó là 5 thành viên dành về đội bạn và đó là quét sạch. Ôi giời ơi. Nghe cũng hay đấy. Chào mừng các bạn đã đến với giải đấu Blast Spring Group 2022 và hôm nay chúng ta có một cặp trận đấu rất hay giữa các thành viên của team Astralis và các thành viên của team OG Esports. Và bây giờ chúng ta cùng đến ngay với cặp trận đấu đầu tiên nào. Bây giờ thì hình như là ở đầu game có một tình huống technical power thì phải, tôi cũng không rõ lắm. Ở đây thì Blamef là người được drop cho một khẩu PA50 và anh ta là người liên giáp. Bây giờ thì Glavo đã là người mua bom rồi. Một tình huống technical power có thể nó là khá dài ở ngay round đầu tiên rồi, tôi sẽ tua nhanh cái tình huống này đi. Có vẻ như là một tình huống power khá là lâu, vẫn chưa xong. Ok, vậy là xong rồi.
Vậy là có hai thành viên lên giáp đến từ vị trí của team Astralis, đấy là Config và vị trí của Billy Map. Label sẽ người lên bom, Lucky cũng vậy, Zipay cũng vậy. Bên kia ở bên City, OG Esports thì hầu như là lên giáp và chỉ có một mình Nexa là một người lên bom mà thôi. Chúng ta hãy cùng xem trận đấu đầu tiên được triển khai như thế nào đến từ hai các đội hình của hai bên. Đây thì Nico, Vandy có vẻ như đẩy mid luôn rồi, lấy ngay đi một nửa máu của Blamef. Và bây giờ Blamef quá thiếu máu rồi. Liệu anh có đổi được mạng nào không? Không đổi được mạng nào. Blamef và Lucky đã ngay lập tức phải nằm xuống ở khu vực cuối chuối này rồi. Còn mình Glavel ở đây, và Glavel đã bị cấu đi ngay lập tức máu rất nhanh. Bên kia thì Zipac cực kỳ nhanh khi mà đã đổi được mạng của bên Mantu rồi. Nhưng Config thì ngay sau đó cũng đã phải nằm xuống. Bây giờ thì Zipac cũng có cái tình huống bo trơn ở khu vực mid. Bạn này chắc chắn nhìn từ kiểu các bạn nhìn cái mic ấy, hình ảnh góc cam thứ là bạn biết là bạn này chắc chắn là đã cắt cũng không ít đấy, đấy chắc chắn là như vậy. Nên bây giờ tôi sẽ xem về các cái vấn đề khác sâu hơn một tí chứ tôi không nhận xét về cái vấn đề cơ bản nữa. Đổi mạng quá. Vì đây là kiểu đã cắt rồi, có biết cắt rồi đấy. Nhanh mà tôi không thể bắt kịp được cái trận đấu này nữa rồi. Bây giờ Zipac bò trườn ở cái khu vực dễ nghe. Middle cũng như là khu vực boiler. Bây giờ thì cái level sẽ bị check lại từng một vị trí một. Tuy nhiên thì OG Esports họ chơi cũng cực kỳ là cẩn thận nha, khi mà họ pick được ba mạng rất nhanh và bây giờ thì họ sủi tất cả vào trong sai và bắn an toàn rồi, vào đi thậm chí nấp ngay cả góc tối luôn cho nó cẩn thận. Bây giờ thì ba thành viên còn lại đấy chính là vị trí của Nico, vị trí thực của ra thì cát thì nói là ổn rồi, còn nếu mà vào điểm nhấn của round này ấy, mà cái mà mọi người đều không nhìn ra rất nhiều ít nhìn ra là các bạn nhìn thấy Astralis có ba người lên bom, nghĩa là sao? Astralis đang chuẩn bị đánh một bài rất phức tạp. Ở Rapiston ba người lên bom là một thứ gì đó rất là phức tạp. Nhưng bên kia thì nó lại đánh cực kỳ đơn giản. Bố mày đẩy mít luôn. Bố mày bắn nhau đọ skip tay to. Và thế là cuối cùng thì một ông đánh rất phức tạp. Cả một ông thì, tao đơn giản, tao đè skill, thế là xong. Cuối cùng thành 4-2. Bây giờ thì bom vẫn còn đấy, nhưng mọi thứ rất là khó. Nexa và vị trí của Flamzy là chơi trong sai. Nico thì đang là người giữ lại cái khu vực library này. Glavel và Zipac thì có vẻ như đang muốn đi vào khu vực này rồi. Ngay lập tức nhá vào nhau và Glavel đã nhìn thấy Nico và Nico cũng vậy, ngay lập tức smoke lại cửa library để tránh từng muốn bị pick. Nico thì chơi cũng cực kỳ là cẩn thận, lộ vị trí rồi. Nico chơi rất cẩn thận khi mà anh ta không hề cương, smoke là anh ta về luôn. Ở đây Flamzy đang đứng ở khu vực thùng bom. Bây giờ thì ngay lập tức Glavel đổi được mạng của Flamzy và Nexa thì cũng giết được ngay, cũng bị hạ gục ngay bởi vị trí của Zipac. Bây giờ chỉ còn một đi bộ của Saya này thôi. Vandy back về thì bây giờ cũng không kịp nữa rồi, và chắc chắn Glavel sẽ đặt được quả bom này. Tuy nhiên thì Nico đẩy ra rất nhanh và lấy được mạng của Zipac, và bây giờ thì khó rồi, Glavel sẽ phải nằm xuống trong tình huống này thôi, không còn gì có thể cứu vãn được cả vào trận đấu đầu tiên đã thuộc về team của team OG Esports. Rõ ràng khi mà họ đã có quá nhiều lợi thế, pick được ba mạng từ quá sớm thì các tình huống 4v2 đối với OG Esports là quá đơn giản. Về cơ bản thế là tôi nghe thế là ổn rồi. Thì đọc, nếu mà đọc được trận đấu tốt hơn nữa thì tốt hơn, thế thôi.